Rồi tiếp tục lên sóng mọi người ơi. Hiện nay mình gặp một con Future Nail. Nó có cái trường hợp là lên ga lớn là mắc lửa cao áp, tắt máy, báo lỗi kim vung nha mọi người. Nhưng mà nó còn một cái, nói chung có mấy cái vui thì để mình test cho anh em xem ha. Rồi bây giờ mình đầy máy nha mọi người ha. Đây mình đầy máy thì xe không có lửa nha mọi người. Đây. À, xe hoàn toàn không có lửa nha mọi người. Để mình thử mấy cái cho anh em xem ha. Rồi giờ mình muốn có lửa mình tắt phá nè mọi người nè, em tắt phá. Rồi em mở lại. Rồi đề máy có lửa nha. Sau khi có lửa em quặng ga lớn lên mọi người xem nó tắt máy ha. Nẹt ga lớn là tắt máy. Tắt máy nha mọi người. Rồi tắt máy luôn rồi nha. Thì giờ này là cũng sẽ không có lửa đâu nha mọi người. Rồi đặc biệt thêm cái nữa. Rồi bây giờ mình vẫn không làm gì trong chiếc xe này hết ha. Rồi để mình đẩy cái này xịt qua cho mọi người đánh ha. Rồi mọi người thấy ha. Rồi để đây đây. Rồi bây giờ mình không cần tắt chìa khóa. Rồi giờ đút này vô, đút máy đọc lỗi vô nha mọi người. Đút máy đọc lỗi vô, nó mấy bước rồi nha mọi người, tập trung coi nha. Thì mình lên đây mình quay clip mình đăng lên đây, thứ nhất là để cho anh em cùng vô tương tác và tìm ra cái bệnh ha. Rồi bây giờ mình vô chẩn đoán xe nha. Rồi Honda Việt Nam. Rồi mình chọn dòng xe nha anh em. À, mình chọn vô Future 125 Fi nha anh em. Rồi mình đọc mã lỗi cho anh em xem ha. Lịch sử đi. Đây lỗi kim phun thôi mọi người ha. Giờ chỉ cần mà mình xóa cái lỗi này một cái, khỏi cần tắt chìa phá, đề máy nổ bình thường nha mọi người. Đây mà mình sẽ làm cho mọi người xem ha. Rồi giờ mình xóa mã lỗi nè. Rồi mình nhắn xóa mã lỗi nha mọi người. Rồi xóa thành công nha mọi người. Rồi để cho mọi người xem ha. Giờ nổ máy để về luôn, coi dữ liệu động cơ luôn. Rồi bây giờ mình không cần tắt chìa phá nữa. Cũng bình thường á, nếu mình không đụ, mình không xóa lỗi nó đó, ví dụ như giờ bật phá lên nổ quặng ga lớn, tắt máy mắc lửa cao áp ha. Khi mà mắc lửa cao áp rồi á, không bao giờ nổ, muốn nổ máy là phải tắt chìa phá mới nổ máy, mới bật lại, mới đề, mới nổ máy lại nha mọi người. Nhưng bây giờ khi mà mình đút máy chẩn đoán vô, mình xóa lỗi của nó xong là mình không cần tắt núm khóa, mình nổ máy ngọt ngào ngon lành bình thường, quặng ga lớn sẽ không tắt máy nha mọi người, với điều kiện là máy đọc lỗi vẫn còn nằm ở trong xe nha mọi người. Rồi bây giờ để mình nổ máy mình không tắt chìa khóa ha, mình đề nổ máy cho anh em xem nè. À, nổ máy bình thường ha mọi người ha. Rồi bây giờ em quặng ga cho mọi người xem, em quặng ga lớn lại mọi người xem, khi mà đã có máy đọc lỗi lúc vô đây thì sẽ không bao giờ tắt máy nha mọi người. Đây. Mọi người thấy ha, là nó qua mấy giai đoạn nha mọi người. Thứ nhất, trước khi mình không có đút máy đọc lỗi vô ha, trước khi mình không có đút máy đọc lỗi vô, mình nổ máy mình quặng ga lớn là nó sẽ hợp tắt máy. Và khi nó đã tắt máy rồi, anh em muốn nó nổ máy lại, anh em phải tắt chìa khóa bật lại, anh em đề mới nổ ha. Cái đó là một chuyện. Thứ hai, mình kết nối máy chẩn đoán vô, mình đọc lỗi, mình xóa lỗi nó xong, anh em không cần tắt chìa khóa, sau đó anh em đề nổ máy, nổ máy ngọt ngào bình thường nha mọi người, ngọt ngào bình thường và không bao giờ tắt máy, với điều kiện anh em vẫn phải để cái máy này nằm ở trên đây nha anh em. Đó, anh em vẫn phải để máy đọc lỗi lên trên đây, ghim vô trên đây luôn, vẫn phải ghim vô máy mà chui để đợt rơi này để đọc lỗi thì không bao giờ nó tắt máy. Khi bây giờ khi anh em đã nổ máy như vậy rồi, bây giờ anh em giật cái này ra thì tạm thời nó chưa tắt máy đâu nha,
Rồi, giật cái này ra tạm thời, giật cái chuôi này ra tạm thời, nó cũng chưa có tắt máy đâu. Anh em phải ra chạy một vòng, anh em phải chạy một vòng về tới nhà rồi anh, nó sẽ lại tắt máy. Đó, giờ mình giật ra ha. Bây giờ nếu mà có khả năng là nó sẽ không tắt máy nữa. Rồi, nhưng mà mình nẹt, nó lâu lâu nó vẫn bị tắt máy. Bây giờ mình nẹt thử coi nó còn tắt máy không mọi người. Rồi, tắt máy nè mọi người. Đó, mọi người thấy tắt máy chưa? Thấy chưa? Rồi, bây giờ mình dẹp ra cho mọi người xem nó bị mắc lửa nè. À, mọi người thấy không nè? Mình để đâu cho mọi người thấy ta? À, mình để lên trên con ốc này đi, mọi người thấy phải không? Đây, mắc lửa đó mọi người. À, mắc lửa. Rồi, bây giờ một á, là mọi người phải tắt chìa khóa này bật lại là nó sẽ có lửa. Hai, mọi người rút máy chẩn đoán vô, mọi người lại xóa lỗi. Xóa lỗi tự động nó có lửa trở lại. Và khi có lửa trở lại, khỏi cần tắt chìa khóa. Và nổ máy lên ga ngọt ngào bình thường, không bao giờ tắt máy với điều kiện máy độc lõi vẫn phải còn trong chuôi DCL. À, thì xe này giờ nó có cái bệnh là nếu mà giờ muốn chạy trường kỳ kháng chiến á, thì treo cái máy độc lõi này lên trên đây thì xe nó sẽ không có bị tắt máy nha mọi người. Treo cái máy này lên trên xe đi làm treo theo luôn thì chạy vô tư bình thường ha. Mà mọi người dứt cái máy, cái đầu độc lõi này ra khỏi xe, cái máy ra khỏi xe là nó sẽ bị mắc lửa nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn đoán xe nè. Mọi người thấy ha, rồi mình sẽ chọn lại cho mọi người xem ha. Ok. Rồi mình vô mình chọn dòng Future 125 ha. Rồi bây giờ mình xóa máy lỗi nè mọi người. Giờ mình đọc lại mọi người thấy nè, nãy xóa rồi ha. Giờ coi nó nổi lên lỗi kim phun thế này mọi người. Đó, lỗi kim phun. Rồi bây giờ mình thoát ra mình xóa. Mình xóa máy lỗi. Ok. Xóa máy lỗi. Rồi, xóa thỏa lại thành công ha mọi người ha. Là mình sẽ không cần tắt chìa khóa. Khi xóa mà lỗi không cần tắt chìa khóa nữa. Rồi giờ nổ máy, đề cái nổ máy. Còn ghim trên đây. Khi mà còn ghim cái này ở trên đây nè mọi người. Rồi giờ mình nẹt ra cho mọi người xem ha. Không bao giờ tắt máy nha mọi người. Anh em cùng vô phân tích thử xem coi là nó bị cái hiện trạng gì ha. Rồi bây giờ là vòng tua máy thì 1300-1400 nha mọi người. Rồi nhiệt độ nước làm mát thì độ động cơ là 95 độ ha. Rồi điện áp nước làm mát thì cũng ok ha. Vị trí bướm ga, điện áp bướm ga, thời gian phun. Thời gian phun 1.8-1.9 thì cũng chưa nói lên điều gì nha mọi người. Cái này nó bị mắc lửa câu áp nha, nên là không có, cũng không có quan tâm tới cái vụ mà thời gian phun nha mọi người. Rồi gốc đánh lửa 12 độ lúc mà nổ ra dùng tua khoảng 1.300-1.400 garanti nha mọi người. Rồi nhiệt độ khí nạp 32 độ C. Cảm biến oxy là dưới 1 volt nha mọi người. Rồi mọi người thấy ha. Rồi này nhẹ nhẹ mọi người thấy ha. Cảm biến oxy có dao động nha mọi người. Rồi cái đó là cái ban của nó thôi. Mà nói chung mình chưa có sửa, nhưng mà mình quay cái clip mình lên đây thì xe mình đây mấy con nha mọi người để thử lần. Nhưng mà giờ mình muốn để cho anh em chốt cái ban này. Đó là cái ban này bây giờ treo cái máy độc lõi này lên trên xe chạy qua năm suốt tháng là nó sẽ không có mắc lửa nha mọi người. Khi thao tháo cái máy độc lõi này ra là chạy là nó sẽ mắc lửa. Mọi người thử lên rồi anh em mình chung tay lên thử vô comment cùng nhau thảo luận cái ban bệnh này ha mọi người ha. Để mình chốt cái ban này. Rồi để giờ mình tháo cái này ra thử coi nó còn tắt nữa không nha mọi người. Rồi giờ mình tháo này ra nè mọi người ơi. Nè mình tháo ra nè. Mình xóa lỗi rồi nha mọi người. Em nẹt quá sợ hồi, em sợ hồi cái dên nó chọt lên trên cái máy luôn á. Rồi giờ nẹt thử coi nó còn nhảy lửa còn tắt không mọi người. Đó mọi người thấy tắt máy rồi nè. Đó. Thấy không? Khi mà mọi người dứt cái máy độc lỗi này ra, quặng ga lớn là nó tắt máy, báo lỗi. Mọi người ghim cái máy này vô, xóa lỗi xong, không cần tắt chìa khóa, để luôn máy này trên xe.
nổ máy nẹt chừng nào gãy dên thôi nó cũng không có tắt máy nha mọi người. Rồi anh em mình mọi người lên cùng nhau thảo luận cái ban này ha. Rồi mình kết thúc video tại đây ha mọi người ha. Rồi chào toàn thể mọi người ha. Rồi hello mọi người, đây là cái ban ngày hôm qua nha mọi người. Thì nay tiếp tục ha mọi người ha. Thì hôm nay lên đây vấn đề giao lưu và chia sẻ là chính ha mọi người ha. Thì mình sẽ nói về cái vấn đề mà nó lý do vì sao mà nó bị chết ECM liên tục nha mọi người. Đó, xe này là đã ăn hết hai cục ECM ha mọi người ha. Còn bây giờ nếu như mình làm lần này nữa thì không ok thì mình sẽ là nhân vật thứ ba sản xuất ra cái bộ phim là tập 3 chiên chết ECM nha mọi người. Hôm nay mình lên mình sẽ tìm hiểu tại sao mà nó bị như vậy. Rồi ok mình bắt đầu thôi mọi người ơi. Đây em thấy ba cái bình mọi người. Đó. Rồi bây giờ trước tiên mình cứ nổ máy trước đi ha mọi người ha. Rồi bây giờ bật khóa lên. Mọi người không biết có thấy được không ta? Thôi đi. Rồi bây giờ mình xây vào ngay cái ổ khóa đi mọi người ơi. Rồi bật khóa lên ha. Rồi tắt khóa, bật khóa. Rồi để máy nổ. Rồi giờ mình nẹt ra lớn hết cỡ nha mọi người. Rồi là xe là bình thường là không bị gì nha mọi người. Bây giờ mình lấy máy đọc lỗi ra. Rồi mình tiếp tục ha mọi người ha. Tiết lộ một bí mật động trời, còn không là mình cái tập 3 này nếu mà làm không kỹ là cái tập 3 này là mang thương hiệu của Mẫn Tay Ga nha mọi người. Tập 3 này đó, nếu như mà mình làm không xong cái bệnh này là anh chủ xe này là ảnh sẽ sản xuất cho mình một bộ phim là Mẫn Tay Ga, chuyên đề Mẫn Tay Ga làm chết ECM tập 3 nha mọi người. Rồi bây giờ mình cho mình chẩn đoán xe nha mọi người. Rồi chẩn đoán xe Honda. Mọi người thông cảm ha, mình nói chuyện cũng dí dỏm vui vui thôi, lên quay mà cứ nói về xe không nhiều lúc nó cũng buồn, lâu lâu mình thêm vô vài ba câu chế giáo là cho nó vui nha mọi người. Anh em nào thấy không phù hợp với mình thì thông cảm cho mình nha. Lên đây đâu phải đánh đố đâu mọi người, lên đây chủ yếu giao lưu và chia sẻ học hỏi nhau thôi mọi người. Bây giờ mình đọc bỏ mã lỗi trước cái đã. Lịch sử thì bảo đảm luôn là nó sẽ bị lỗi kim phun, tại vì cái cũ đây lỗi kim phun ha, kim phun hỏng hoặc tiếp xúc kém. Rồi giờ mình thoát ra đây, bây giờ em sẽ xóa ha, em sẽ cho mọi người coi và tắt chưa. Rồi bây giờ em sẽ xóa mã lỗi nè mọi người ơi. Rồi có mọi người. Rồi ok, rồi đó xóa thành công ha. Một hồi em sẽ cho mọi người xem. Rồi giờ lấy dữ liệu động cơ nè mọi người ơi, 79 độ dòng tua. Đĩa bình thì cái này mình do mình không có ghim bình vô sạc nha mọi người. À, thời gian phun 2.1, 2.2 nè mọi người. Đó, mọi người thấy chưa? Còn hôm qua là 0.8, 0.9 nha. Gốc đánh lửa thì giờ đó nằm khoảng 9.5 độ nè mọi người ơi. Lâu lâu giờ 9.5 độ nè. Đó, cái dao động dòng tua do cái vô lăng nó quay thì nó có nên nó dao động nha mọi người. Mình thì không có gành về FI lắm nhưng mà mình hiểu chút chút gì đó mình lên mình chia sẻ với anh em thôi. Rồi xong ha, là mình xóa lỗi rồi ha. Giờ là nẹt mà nẹt lên cho anh em xem. Rồi mọi người cố gắng nhìn kỹ ha. Rồi không sao nha mọi người. Rồi bây giờ mình tắt khóa, rồi tắt chìa khóa, rồi mình để cái máy đọc lỗi xuống đây ha. Rồi mình sẽ cho về hiện trạng như cũ nha mọi người. Đây là cái chui sạc của nó nè mọi người. Đó, mọi người thấy không? Rồi bây giờ mình sẽ giật cái chui sạc ra ha. Đây là mình không có bù phép gì trên đây hết. Rồi giật cái chui sạc ra, tắt khóa, mình ghim chui sạc này vô nha mọi người. Rồi em sẽ ghim cái chui sạc này vô. Em làm từ từ cho mọi người thấy ha. Rồi
và em sẽ mở luôn cái bình ắc quy của em ra nè mọi người. Em đấu với một cái bình ắc quy vô nè mọi người. Rồi em sẽ đấu cái này ra. Rồi em sẽ lấy cái này ra. Rồi bây giờ em sẽ bật chìa khóa lên, em sẽ cho mọi người, em giật cái này ra đi. Rồi em giật cái này ra cho mọi người xem ha. Rồi bây giờ em bật khóa lên. Rồi em sẽ đề máy mọi người. Mọi người xem chuẩn bị nó sẽ có hiện tượng nè mọi người nè. Rồi, mọi người thấy chưa? Đó, mọi người thấy chưa? Mọi người giờ tới đây là mọi người hiểu là vấn đề nguyên nhân tại sao mà nó bị chết ECM nha mọi người. Đó, tới đây là mọi người cũng đủ hiểu được là nguyên nhân nó tại sao rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ đây vẫn còn chìa khóa nè mọi người. Mình sẽ cho mọi người thấy khi nó tắt khóa rồi, khi nó tắt máy rồi không bao giờ có lửa nè mọi người. Đây em sẽ lấy này ra, em sẽ cho mọi người xem ha. Này để đây đây mọi người thấy rõ không? Không bao giờ có lửa. À, mọi người thấy không bao giờ có lửa nè. Rồi bây giờ muốn có lửa này mình tắt chìa khóa này. Tắt khóa, bật lại là đạp sẽ có lửa nè mọi người. Đó mọi người thấy không? Là giờ nổ máy. Rồi mình sẽ cho làm nó tắt máy lại khi một lần nữa cho anh em thấy ha. Rồi giờ đạp nổ máy. Đây. Bây giờ tạm thời ok mình để chờ mình tí xíu nha mọi người. Cái này nếu như mình không làm kỹ cái này thì cái bộ phim chuyên đề về chết ECM liên tục do các anh em thợ làm thì khả năng là mình là nhân vật đóng cái mặt ba nha mọi người, nên là mình phải làm kỹ tối đa mọi người ơi. Đây mình đóng phim không có hay mà lỡ mà nó ra cái bộ phim này thì mọi người coi sẽ khó chịu lắm. À, bây giờ như cũ nha, trả về như cũ mọi người. Rồi giờ mình bật thang đo 20V, mình nổ máy lên mình nạp ra nè mọi người. Rồi tắt máy rồi mọi người ơi. Rồi tắt máy nha mọi người. Alo. À. Ngày rưỡi Quy ơi. Rồi rồi ok ok em. Rồi cái gì chút nó đem ra đi anh coi anh làm cho nha. Rồi rồi ok em, ok em. Rồi, cảm ơn nha. Rồi. Rồi mọi người thông cảm ha. Mọi người thông cảm chờ mình tí xíu. Tại mình làm có một mình nên là cái vấn đề mà like nó hơi khó khăn một xíu nha mọi người. Rồi giờ mình tiếp tục đi mọi người ơi. Rồi giờ mình tiếp tục nha mọi người. Là bây giờ nổ máy là nó tắt máy liên tục rồi đó nha mọi người. Rồi mình sẽ trở về cái tình trạng như hồi nãy. Em sẽ lấy cái sạc này ra. Rồi hơi cầu kỳ và dài dòng mọi người thông cảm nha. Đó là cái bệnh của nó là hồi nãy khi trở về trạng thái bình thường, khi anh em quặn ra lớn lên nó è nó hợp nó tắt máy xong là hoàn toàn là mắc lửa hoàn toàn. Muốn có lửa anh em phải tắt chìa khóa, bật chìa khóa lại nó mới có lửa trở lại nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ thứ nhất là mình đưa vô cái dây đỏ từ ắc quy đi ra và một cái dây đỏ sụp vàng thông qua hệ thống cầu chì 10A và 15A trên đây nha mọi người. Đó. Rồi em sẽ giữ này cho chặt lại nha mọi người. Rồi em giữ nó cho chặt lại. Và cái vấn đề thứ hai, em sẽ đút thêm một chút năng lượng vô cho cái bình của nó nha mọi người. Đây, em sẽ đút một chút năng lượng cái bình ra nó. Tại vì bây giờ là không còn liên quan tới hệ thống sạc nữa nên là em phải cho nó thêm một chút năng lượng. Nói chuyện ra dí dỏm thôi nha mọi người chứ không có gì hết. Rồi bây giờ mình sẽ nổ máy. À,
Rồi bây giờ mình sẽ quặn ga lại coi có tắt máy không hay không ha mọi người ha. Rồi vậy là tới đây thôi là mọi người cũng đã hiểu được. Rồi bây giờ mình sẽ đúc máy đọc lỗi vô, mình đọc lỗi mà hồi nãy nó bị tắt máy nè mọi người. Mọi người xem ha. Mọi người xem đây. Rồi mọi người xem nha. Chuẩn đoán xe 100% là bị lỗi kim phun tiếp. Để mình sẽ mở ra dòng xe cho mọi người xem ha. Phút chờ nữ hoàng. Hốc nào. Cái đó nó có cái bát nhựa, cái chốt gài. Không, chốt gài, chốt chạy lên hãng mua chốt gài mấy ngàn á. Biết rồi, nó xài chốt gài. Chốt ghế đây, tao mua, tao ghim cho. Nó xài chốt gài chứ không phải xài ốc đâu. Bây giờ vô mình đọc mã lỗi nha mọi người. Lịch sử nè, mọi người thấy nè. Lỗi kim phun ha mọi người ha. Đó, lỗi kim phun. Để xóa mã lỗi này. Rồi, thì thôi để mình không đi. Mình cho mọi người xem dữ liệu động cơ. Khi mà mình để cái này ở trên mọi người xem ha. Các thông số đều ok nè mọi người, góc đánh lửa và thời gian phun nè mọi người. Bây giờ mình thử mình sẽ lấy ra coi nó như thế nào nha mọi người. Rồi bây giờ để mình sẽ lấy ra. Bây giờ mình để mình nổ máy lại thử coi xem nó có thay đổi gì không mọi người. Rồi để lấy cái này ra. Rồi chuẩn đoán xe Honda Việt Nam. Futura gì nữ hoàng đích bự nha mọi người. Rồi dữ liệu động cơ. Đây. Khi mà mình ghim cái hệ thống sạc như cũ của nó, cái góc đánh lửa của nó nằm chết một chỗ 12 độ luôn nè mọi người. Và thời gian phun nó là cũng nằm 2.1, 2.2 nhưng mà một hồi nữa nó sẽ còn về là 1.8, 1.9. Đây góc đánh lửa nè mọi người. 12 độ nó nằm chết nha mọi người. Đó. Là nãy mình xóa lỗi rồi, bây giờ nè, mình sẽ ghi cái này ra cho mọi người coi nè. Rồi bây giờ mình nẹt lên là bảo đảm luôn là nó sẽ hiện lỗi 12 kim phun. Mọi người nẹt nè, coi nó tắt máy nè mọi người. Đó, mọi người thấy tắt máy chưa? Rồi tắt máy là không bao giờ có lửa nè. Qua đạp giùm em cái đi. Rồi em để chìa khóa luôn, em không tắt khóa nha. Nè em đạp nè, có chừng bá vô cái này. Rồi không có lửa nha mọi người. Nè mọi người thấy không có lửa nè. Rồi bây giờ từ để em tắt khóa nè, em bật lại là có lửa nổ máy nè. Rồi đạp. Rồi được rồi. Rồi là em chốt cái van này. Nói chung là nói tới đây là anh em trong nghề là đủ hiểu nó bị nguyên nhân vì sao nha mọi người. Đó, thì để nói lại về cái chu kỳ của nó ha. Thứ nhất là khi để hệ thống trên xe hoàn toàn, khi mình bật chìa khóa lên, mình nổ máy, mình quặn ga lớn, hụp tắt máy, báo lỗi 12. Và muốn nổ máy trở lại, anh em phải tắt chìa khóa hợp nha. Bật on lại xe mới có lửa, nổ máy, xong quặn ga lớn nó sẽ tắt máy. Rồi cái đó là nguyên nhân của chính của xe ha. Rồi cái vấn đề và khi mà nó bị cái hiện trạng đó, cái tầm đánh lửa của nó nằm chết đúng ở 12 độ nha mọi người. Nó không có dao động theo dòng tua máy nha mọi người, chết đứng một chỗ. Rồi cái vấn đề thứ hai, em sẽ ghi cái chui sạc này ra. Em sẽ ghi cái chui sạc này ra. À, em ghi cái chui sạc này ra nha. Rồi em ghi chui sạc này ra. Em đi rời em đấu cái dây đỏ và dây đỏ sọc vàng.
đó, em đấu hai này lại. Và cái bình này, tại vì cái bình này của người ta cũng hơi yếu nên em phải đi một cái bình rời em đưa vô trong đây ha. Rồi ok, là nổ chừng nào hết bình tắt máy nha mọi người, quặng chừng nào mà gãy dên thôi nha mọi người. À, mà khi mà gắn vô cái hệ thống không đi sạc cho trong đây thì cái gốc đánh lửa của nó dao động là cứ 9,5 lên 12, 10, 11, nó có dao động theo vòng tua máy của hoa lăng từ nha mọi người, cái hoa lăng của nó nha mọi người. Rồi ok, mình nói tới đây thôi là mọi người cũng hiểu cái ban nó như thế nào rồi ha. Rồi mình xin chốt cái ban tại đây luôn nha mọi người. Vấn đề là xe này ăn no mà không xả nha mọi người. Nói sao cho đúng ta. À, là dạng như đói quá rồi tham rồi, ăn cho lắm vô rồi xả không ra kịp nha mọi người. À, mà cái gì mà bức bối quá thì nó dễ bị xì nha mọi người. Rồi thôi mình kết thúc cái video tại đây nha. Rồi lên đây giao lưu chia sẻ với anh em như đây thôi ha. Rồi chào mọi người. Xe này tôi chờ mấy nay nha mọi người, để mình mở ra cho mọi người xem nó bị cái gì ha. Thì nói thẳng luôn là xe này á, đây mọi người thấy ha, thì cái xe này hiện tại bây giờ nếu như mà bị cái dây sạc này ra ha, bị cái dây màu trắng hay từ ở dưới mâm điện đi lên ha mọi người ha, bỏ ra rời ra bên ngoài không đưa vô trong cục sạc thì xe nổ máy bình thường, không báo lỗi 12, không tắt máy nha mọi người. Để mình mở ra cho mọi người xem ha. À, bây giờ chỉ cần mình nghỉ cái này ra nè, để mình cơi sát này vô cho mọi người xem ha. Đây, tại vì mỗi lần nẹt ồn ào á nên mình ngại á mọi người. Đây mọi người thấy ha, thì bây giờ nếu như mình nghỉ bỏ cái dây màu trắng này ra, bỏ rời ra bên ngoài ha, không cho nó qua hệ thống sạc thì nổ máy bình thường nha mọi người, không có bao giờ bị tắt máy và không có báo lỗi 12 nha mọi người. Thì cái xe này á, khi mà nó, tại sao nó bị như vậy thì cái khả năng cái cuộn mâm điện dưới này mình chưa mở, giờ mình mở ra mình xem coi nó có bị chập chạm hoặc cháy gì dưới hay không. Thì khi á, mình nổ máy lên, mình lên dùng tua cao mọi người, cái sạc nó bị quá tải mọi người, cái kiểu bị quá dòng vậy đó. Không biết cái lý do nó bị vậy rồi cái lý do gì sao mà mấy cái chân mà nó giật mát cho mấy cái hệ thống đó, khi mà nó chắc là cái khi nó nhận thấy được có một cái nguồn điện quá tải, quá sức chịu đựng gì đó của nó thì nó ngắt luôn nha mọi người, nó không còn giật mát ra bơm xăng ha. Khi báo lỗi 12 là mát bơm xăng ha, dây nâu cấp bơm xăng là không có mát. Rồi dây hồng sục xanh để cấp cho kim phun cũng không có nha. Mát để dập cho bên sườn là cũng không có luôn nha mọi người. Giờ này mình chưa có mở ra ha, để mình mở này ra thử rồi mình coi ra bên trong nó có bị cháy bị gì hay không mọi người. Trời ơi, nhớt gì mà giả men vậy trời. Cái kim phun à. Rồi để cho mọi người xem ha. Đây là thực tế nha mọi người. Mọi người thấy ha, trụ điện này cháy nè mọi người ơi. Nó nhớt thì giống như dầu hắt ta. Đây để cho mọi người xem ha.
này là sạc một dây lên có tiết mát nha mọi người. Để em tháo này xuống cho mọi người xem nè. Này, đây mọi người thấy tình trạng là cuộn máy phát mâm điện này nó bị cháy ha mọi người. Đó, hiện trạng là bây giờ là nó đang bị cháy nha mọi người. Bây giờ chỉ cần mà mình bỏ cái dây trắng từ mâm điện này lên, bỏ dây trắng từ mâm điện ra đi, khi mình nổ máy nẹt vô tư, xe không có hiện trạng gì hết, chỉ cần đưa cái dây trắng này vô trong cục sạc là quặn ga lớn lên là nó hợp luôn. Lúc đó là những cái cho anh dập mát cho kim phun nè, rồi mobin của app nè và ECM mát mát nha mọi người, nó không còn dập mát nữa, nó ngưng luôn. Đó, đây mọi người thấy nè, cháy ha, cháy đen luôn bên trong nè mọi người thấy nè. Đây mình để chỉ để gần cho anh em xem nè. Đó nè, anh em thấy cháy nè. Đó, giờ mình ập vô, bây giờ mình ập vô mình nó nhớ chảy ra mất tiêu, chảy quá trời chảy làm sao mà nẹt máy được đây. Rồi đây, để mình sẽ kiếm cách mình ập vô mình thử cho anh em xem ha. Bây giờ làm phải thực tế ha. Còn cái chuyện mà tại sao mà nó bị sạc mà nó báo kim phun thì nó đã mắc hết mấy cái tín hiệu khi mà để dập mát cho kim phun thì kiểu nó bị đứt dây gì á, thì nó báo lỗi kim phun thôi mọi người. Nó có ba dây để dập thôi, ví dụ như dập cho mobin của app nè, một cái vô cho bơm xăng, một cái vô kim phun, mấy cái kia nó ngắt mấy cái kia đâu có báo lỗi, nó chỉ ngắt kim phun nó báo lỗi thôi. Chứ nếu mà bị ngắt mobin sườn mà nó có cái mã lỗi mobin sườn thì nó cũng báo à, tại vì nó không có mã lỗi mobin sườn. Rồi để mình hợp vô thì mình ra mình nổ máy cho anh em xem ha. Cái nhớt này để ngồi nổ quặn ra lên cái tiêu à. Rồi, để mình gắn này vô lại ha. Rồi anh em chờ mình tí xíu để mình kiếm cái gì để mình đổ nhớt vô anh em ạ. Cái xe này còn nhớt không, để mình châm thêm vô miếng nhớt. Nhưng mà xe này là không có bị mắc sạc nha mọi người, chạy không có dấu hiệu là bị hết bình nha mọi người. Đó, bình thì lúc nào không có bị phù, sạc dẫn lên 13-14V, không nó không có lên 15-16V nha, 13-14V vẫn ok bình thường. Rồi mọi người chờ mình châm cái nhớt vô cái mình. Quá trời đổ. Rồi bây giờ mình đi qua đây đi, mình theo dõi ha. Rồi. Bây giờ anh em thấy ha. Rồi mình mở cái dây trắng từ những máy phát ra nè. Rồi mình nổ máy cho anh em xem là xe không bao giờ tắt máy nha. Rồi mình mở ra. Anh em xem nè, nó không
có tắt máy ha. Rồi, giờ anh em xem mình nói vô cái dây nghe phát lên nè. Rồi. Rồi, chỉ cần anh em nói cái này dây này vô ha. Rồi bỏ dây này ra. Bỏ dây này ra chạy chừng nào cái bình nó quy hết thì nó mới tắt máy. Còn anh em nói cái này vô đây, vô dây trong đây á thì cứ quặn ra lớn là nó tắt máy nha, nha mọi người. Lý do là ở dưới mâm cuộn máy phát của nó ở dưới là nó bị cháy và cái dây trắng này nó bị thông ra mát nha mọi người. Đó, nó bị cháy. Nó kiểu cháy xong rồi nó thông ra mát thì nó bị nhiễu cái điện ra ngoài cái lõi của nó đó mọi người. Giờ chỉ cần bỏ này ra thì không có chuyện gì xảy ra hết ha. Ghim vô là sẽ bị nha anh em. Rồi này là chốt anh thực tế cho anh em luôn nha, cứ để anh em nói chỉ lên chỉ tìm ba tìm bệnh thôi nhưng mà không biết là nó bị cái gì ha. Đó thì nãy anh chủ xe này thứ nhất là anh vô hãng anh hỏi cái cục này. À, hãng báo ảnh gần cả triệu, ảnh tiết tiền quá thì ảnh mua cho mình một cái cục này luôn. Đây này, mọi người thấy nè ha, nó bự chà bá vậy, gắn vô vẫn bị nha mọi người. Tại này nó bị dưới máy phát chứ nó không phải bị trong cái cục sạc này. Đó, nó bị từ dưới máy phát lên chứ không phải bị trong cục sạc. Thì mọi người thấy đây, anh đưa vô coi cái dây zin của nó nè. Anh em thì được vôi đầu tiên, mình đã đăng lên rõ như vậy rồi thì biết là giục cái này ra, biết giục cái này ra thì nó mới ok. Riêng cái này vô nó bị thì là biết nó bị cái gì rồi, còn bắt mình là phải làm cho nó hết hoàn toàn. Thì đó, thì nãy giờ mình nói vậy anh em cũng hiểu ha, là cái này nó bị cái dây màu trắng này nè, thì cái dây đầu cuộn nó là mát, nó quấn vòng vậy nó lên một dây ha, cái đầu mát tiếp mát ha, đầu này là không tiếp mát nha mọi người. Đó mà do cái trong cái cuộn di động của nó bị cháy, nó bị thông ra cái lỗi nha mọi người. Thông mà không phải lúc nào cũng thông nha, nó nóng lên nó mới thông. Đó, nó nóng lên nó mới thông ra ngoài. Khi mà quặn ra lớn lên là cái dây này nó bị thông ra ngoài nha mọi người. Không, ngoài là nó bị sẽ bị chết thôi. Giờ bỏ cái dây này ra là chạy ok. Bỏ cục sạc này vô vẫn bị luôn nha mọi người. Bỏ sạc này vô vẫn bị. Nhưng mà xong là mình cũng bắt người ta thay lại cục sạc hãng à, chứ mình không có gắn mấy cái này đâu. Xong mình sẽ thay lại cục sạc hãng, sai là thay luôn cũng mới phát ở dưới luôn. Rồi vậy là cái xe này thứ nhất là sạc không ổn định nha. Nó vẫn có sạc xe chạy bình thường, không có hết bình đâu, nhưng mà cái sạc này nó có vấn đề, từ mới phát lên nó có vấn đề. Thì cái nguồn cấp 12V vô cho ECM á, nó cũng vậy, nhưng nó đang vậy, cái nó giật lên cái xong rồi nó hạ xuống nha mọi người. Nhưng mà mắt thường thì mình không có thấy được mọi người, chắc nó đi quá nhanh á. Mắt mình thì nhìn trên khoảng 20 mấy hình dây à, mắt thường của mình á, cái này nhiều lúc phải có công cụ gì đó để mình đo được cái cường độ dòng điện này mới kiểm soát được rồi mọi người ơi. Đó thì chốt của anh ha. Nãy giờ anh em nhắn tin cho mình kêu là chỉ mới tìm ban thôi nhưng mà chưa có làm thực tế gì đó. Bây giờ mình chỉ cần mình ghim cái dây này vô đây là lên ga là báo lỗi 12, tắt máy, mắc lửa qua áp ha. Rồi giờ xe này thì chỉ có thay cũng mới phát ở dưới và thay cục này. ECM của người ta thì chết rồi nha. ECM thì chết rồi. Rồi thôi mình kết thúc video nha mọi người.